Hi, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của Nguyễn Đắc Huy. Thì ở video clip tuần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn những kỹ năng về futsal. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai chiến thuật phòng ngự thông dụng và thường được sử dụng nhất trong bộ môn futsal. Đó là chiến thuật 1-2-1 và 2-2. Các bạn đón xem nha. Và đầu tiên mình sẽ đi đến chiến thuật phòng ngự 1-2-1 khi đối phương có những đấu pháp chiến thuật tấn công 3-1. Vị trí đứng ban đầu cũng giống như là một viên kim cương nha mọi người. Đỉnh, hai biên. Hai biên không được mở quá rộng để tránh tình huống pivot và dứt điểm cầu môn. Hai ala phải bóp vào để hỗ trợ cho đồng đội của mình khi bóng triển khai ra biên. Ala di chuyển ra giữa, che giữa. Vị trí fiso bọc lót. Vị trí sốt ala cánh đường chéo để hỗ trợ và bọc lót cho nhau. Khi bóng được triển khai về, tất cả đội hình về xoay về vị trí ban đầu. Các bạn nên nhớ là mình về vị trí ban đầu không qua hai ala, không quá bóp xa ra như thế này nha, và cũng không 1-1 nha. Mình đứng vị trí. Khi bóng truyền ra thì mình mới xuất hiện ra để phòng ngự. Vì khi mà mình ra chậm thì cũng đối phương cũng chưa tấn công được về độ của mình. Bóng triển khai ra biên. Vì này, theo chiến thuật cá nhân của mình thì mình sẽ cho các học viên che giữa. Người này làm gì? Bọc lót. Vị trí ala bóc đường chéo. Tại sao vị trí ala lại bắt đường chéo? Bởi vì nếu mà không bắt đường chéo thì mình sẽ bị đối phương chọc khe vào khe giữa rất nhanh, và thường mình sẽ bị tình huống 2-1 hoặc là 2-0 với cầu môn, rất là nguy hiểm cho sân nhà của mình. Nên là khi mà bóng triển khai về biên thì biên ala biên của bên phòng ngự bóp giữa để cho đối phương có thể truyền về hoặc truyền. Mình sẽ cũng vẫn xoay đội hình như vậy, vẫn là 1-2-1-2-1. Và khi đối phương trở về vị trí ban đầu và triển khai bóng lên cho Vivo, triển khai bóng cho Vivo, che giữa, bước lên, pressing, bóp giữa, Vivo. Khi người ta chuyển bóng cho Vivo thì 1-1 vẫn kèm vị trí ban đầu của mình, bóp giữa, khép về để hỗ trợ, tạo tình huống để cho pivot không sẽ xoay vào dứt điểm và cũng không nhả vào phía bên trong được, để cho pivot chuyền bóng về trở lại ban đầu. Như vậy là mình đã phòng ngự khá thành công. Khi đối phương mà không dứt điểm được cầu môn của mình thì mình đã quá thành công trong phòng ngự, đúng không? Và bây giờ mình sẽ đi đến chiến thuật phòng ngự 2-2. Khi đối phương sử dụng đội hình 4-0 hoặc là 2-2 thì mình sẽ sử dụng đội hình 2-2. Lên bóng, che giữa, bóng chuyền qua, che giữa, bọc lót, khép về. Tất cả đội hình đều di chuyển để bọc lót cho nhau. Lên bóng, bóp về để hỗ trợ, tạo cho một chạo cho tiền đạo đối phương không có khe hở để dứt điểm cầu môn thành mình. Trả về, lên bóng, khép về. Chúng ta đều xoay đội hình như vậy, che giữa, khép về, hỗ trợ, bọc lót.
Khi đối phương sử dụng 3-1 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chiến thuật 2-2 nếu như chúng ta đủ tự tin để chơi bóng. Khi bóng về giữa thì hai người ở trên cao sẽ nhìn chân của đối phương để phán đoán xem là ai sẽ là người lên bóng và che chân bóng. Theo mình thì đây là cầu thủ hướng chân phải. Ok, mình sẽ người phát động phòng ngự. Khi bóng chuyền ra biên, mình sẽ lên hỗ trợ. Bóng chuyền về, mình sẽ di chuyển đội hình để hỗ trợ nhau. Và bóng được chuyền lên cho pivot, hỗ trợ bọc lót cho nhau. Bóng trả về thì mình sẽ xoay đội hình liên tục, vẫn 2-2. Và cũng giống như đội hình chiến thuật 3-1 thì khi mà đối phương chuyền bóng di chuyển thì chúng ta vẫn thể sell 1-1 1-1. Chúng ta sẽ theo 1-1. Vì khi đối phương đã bắt đầu di chuyển khá nhanh thì chúng ta sẽ không còn một đội hình như ban đầu nữa. Cho nên các bạn khi phòng ngự, nguyên tắc phòng ngự của câu lạc bộ mình thì mình sẽ cho đối phương, các học viên phòng ngự 1-1. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong hai chiến thuật phòng ngự cơ bản trong futsal, đó là chiến thuật 1-2-1 và 2-2. Và các bạn đừng quên tập luyện nó hàng ngày và thường xuyên hơn nữa để cho một đội bóng có một đội hình phòng ngự thật chắc chắn và không bị đối phương xuyên thủng cầu môn nhà của đội mình. Và đừng quên ủng hộ và subscribe kênh YouTube của Nguyễn Đắc Huy, và hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo.